Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Và ngày hôm nay mình là admin thân sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc đồng hồ cực kỳ đình đám và nổi tiếng đến từ thương hiệu mặt trời mọc là Seiko, với phiên bản dòng Seiko Racer rất là cao cấp. Và chiếc này phải nói đạt ở mức độ cực hiếm, cực kỳ đỉnh cao mà tất cả những anh em chơi đồng hồ đều muốn sở hữu nó. Vì sao? Vì đây là một phiên bản giới hạn với 3.500 chiếc trên toàn cầu. Và đây là một trong những chiếc duy nhất còn sót lại tại thị trường Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ có cơ hội review em nó nha các bạn. Thì nhìn sơ qua các bạn cũng đoán được phần một ít phần nào về chiếc đồng hồ này. Đây, với phiên bản cocktail màu xanh Starlight cực kỳ đẹp mắt. Quá đẹp các bạn ơi, đẹp miễn chê luôn ạ. Đây, mình sẽ để cho các bạn ngắm em nó. Một màu xanh đỉnh cao và hoàn mỹ. Chiếc này thì có mã số là SRPC01G1 nha các bạn. Đây, chiếc này là bản nội địa luôn đó các bạn. Main Japan đây, nhà sản xuất có khác như đây, phiên bản nội địa Main Japan. Đây, đây các bạn sơ sơ cũng đã các bạn nắm được rồi. Thì mình đã có review rất là nhiều cái dòng Seiko Racer Cocktail rồi, nhưng đây là một trong những chiếc mà mình khó lắm mới có thể mang về Việt Nam cho mình review cho anh em xem, và cũng là một chiếc duy nhất độc nhất tại thời điểm hiện nay mà bất kỳ anh em nào muốn sở hữu em nó đều cực kỳ khó. Nhưng tại CityWatch vẫn có hàng cho anh em, nếu mà anh em thì nào thấy thích thì có thể đến ngay với admin nha, không cần ngại ngần gì nữa, vì cái độ đẹp của em nó phát đến độ hoàn mỹ 1000% rồi ạ. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ đi vào chi tiết của em nó. Chiếc này thì có size là 40.5mm, là một size đặc trưng của dòng cocktail rồi. Size này thì anh em có cổ tay từ 15.5 đó, cho đến 17.5 lên tay rất là đẹp mắt luôn. Tay mình là 16.5 thì lên tay vừa yên các bạn ạ. Đẹp mắt vô cùng nè, quá đẹp luôn. Với cái màu xanh Starlight này, thật sự những anh em nào mà thích cái tông màu mạnh mẽ như thế này là phải nói là không thể bỏ qua chiếc này được. Đặc biệt là một chiếc phiên bản giới hạn cực kỳ hiếm này. Đó, hay không? Bạn phải để gần này, bạn mới thấy thích nè. Để thật xíu mình để mình lau kỹ cái mặt kính này cho bạn xem. Đây, mình sẽ để lại các bạn xem nhìn cái đường vân của nó nè. Đây, bạn thấy không? Đây gọi là vân gì ta? Vân Starlight, hay còn gọi là nôm na là vân hoa anh đào. Một loài hoa cực kỳ đặc, phải nói là cực kỳ đặc hữu và chỉ có ở đất nước Nhật Bản. Những cái vân này tạo nên một cái gì đó rất là hiếm, rất là đẹp, rất là huyền bí mà bất kỳ anh em nào cũng muốn sở hữu em nó trên tay. Đúng không các bạn? Ok, tiếp theo là mình sẽ đi qua phần máy. Chiếc này sử dụng một bộ máy rất là mạnh mẽ 4R35 với 24 chân kính cho thời gian chịu cót là 41 giờ. Đấy các bạn, thông số rất là mạnh mẽ. Một bộ máy cực kỳ tiên tiến và mạnh mẽ. Thì anh em có thể vừa lên có tay ở đây và lên có tự động trong quá trình đeo. Này thì anh em cũng đã nắm được rồi. Chiếc kim dây hoạt động rất là mượt mà so với cái bộ máy. Phải nói là quá thèm, mình phải nói là quá thèm luôn. Chắc mình phải giữ chiếc này để mình đeo á, hoặc có thể mình để mình trưng, vì nó quá đẹp các bạn, nhìn mà mê luôn các bạn, không thể rời mắt được là sắc đẹp vô vàng của em nó được. Những đặc biệt là khi anh em nhìn vô những cái vân Starlight, anh em sẽ bị gọi là bị mê mang, mê hoặc, đẹp quá không cưỡng lại được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chi tiết, phần dial. Đây, dial thì các bạn cũng đã thấy chiếc dial này sử dụng cái bộ kim và bộ cọc số nanh mảnh thú á, rất là sang trọng, rất là mạnh mẽ. Với cái bộ kim lưỡi kiếm này cùng với cái kim dây được tạo hình rất là đẹp mắt, thì màu bạc thì anh ấy nó sẽ làm nổi bật trên cái tông nền màu xanh Starlight này, làm anh em trở nên là cực kỳ cuốn hút trước ánh nhìn của người khác nha các bạn. Ở góc 12 giờ thì quen thuộc rồi, logo của Seiko. Góc 6 giờ là dòng chữ Presser Automatic, đặc trưng của dòng cocktail.
Rồi, ở dưới này thì dòng chữ main span bản đồ địa cùng với ba máy là 435 và những thông số của máy đây. Đó. Ở góc 3 giờ là ô tịch ngày thì anh em có thể chỉnh bằng cách là kéo ra một nấc. Đó, kéo ra một nấc này mình xoay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ á nha các bạn. Là từ tịch ngày nó sẽ nhảy. Rồi, chỉnh giờ thì anh em chỉ cần kéo ra hai nấc này, Taki Stop đã hoạt động và anh em có thể chỉnh giờ rất là thoải mái. Chính xác rất là cao. Đây. Nhìn cái bộ kim quá đã các bạn. Quá đã luôn. Ok, bây giờ mình đóng lại. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái phần mặt kính. Mặt kính con này là mặt kính Headless Crypto độc quyền của Seiko nha các bạn. Chỉ có Seiko mới cái kính này thôi. Thì kính này là mặt kính khoáng cường lực chống va đập rất tốt. Vừa có thể chống trầy luôn, rất là hiệu quả. Kính này là một trong những kính 3D vòm rất là đẹp mắt mà Seiko đang sử dụng với dòng Headless Crypto này. Kính này sẽ tôn lên cái vẻ đẹp cực kỳ đẹp mắt với dòng cocktail. Đây, kính rất là đẹp. Kính cong 3D cocktail này phải nói là một trong những thiết kế thành công nhất của dòng Seiko nói riêng và những cái dòng sử dụng kính cong 3D nói chung. Tại vì cái độ hoàn thiện cũng với là cái độ đẹp của chiếc kính 3D làm tôn vinh lên chiếc đồng hồ này trở nên quá sang trọng. Quá sang trọng luôn các bạn. Ok, rồi mình sẽ đi qua cái phần mặt bên hông. Mặt bên hông thì là bộ dây thép không rỉ cực kỳ sáng bóng, làm từ chất liệu 316L. Ở trên này thì trên đấm thì có làm nhà sản xuất có khắc hình chữ S này. Chữ S này thì là cái logo đặc trưng của dòng Racer rồi. Là một chiếc đấm hình vương miện rất là đẹp mắt. Trước mình đã review rồi, chiếc đấm này khi anh em cầm và sờ nó rất là đã, rất là êm ái, cực kỳ sướng tay nha các bạn. Đúng là dòng cao cấp anh em sử dụng cảm giác lúc nào cũng thấy đã vô cùng. Ok, mình sẽ đi qua cái phần mặt đáy đây. Cái phần chi tiết này cực kỳ hút mắt. Mình sẽ zoom lại cho anh em thấy được cái vẻ đẹp của chiếc cocktail mặt đáy này. Đối với những cái chiếc mặt đáy ở những dòng khác mình có review nhưng mình thấy không có cái mặt đáy nào mà nó đẹp bằng những mặt đáy của dòng cocktail cả. Tại vì nhà sản xuất làm cái mặt đáy này đẹp đẹp quá các bạn ơi, đẹp quá sức tưởng tượng. Đặc biệt là cái phần bánh đà màu vàng này nè, làm nổi bật trên những cái chi tiết máy. Trên bánh đa màu vàng thì anh em có nhìn thấy những cái thông số nhà sản xuất đưa ra là máy 4R35 này, 23 chân kính các bạn, 23 chân kính, không phải là 24 nha, 23 chân kính, span, đây, rồi, span chất liệu này stainless steel, độ chống nước em này là 53, thoải mái đi mưa rửa tay luôn, dòng chữ Seiko, đặc biệt là chữ main span bản nội địa ở đây. Đây là những thông số về máy cũng như là series của máy. Đây là cái điểm đặc biệt mình muốn nói, tức là dòng chữ limited edition đây. Đây là vì là chiếc này là bản giới hạn nên phải có dòng chữ số thứ tự. Số thứ tự em này là 1904 trên 3500 chiếc trên toàn cầu. Đây không mình không mình sẽ show cho anh em thấy được chính xác là phải là một trong 3500 chiếc toàn cầu, rất là hiếm các bạn. Và hãng rất ít là tung ra sản xuất vào mỗi đợt và nó số lượng cực kỳ nhỏ giọt nên hầu như là anh em nào muốn sở hữu em nó đều rất là khó khăn. Bây giờ mình đang cầm em nó trên tay rồi, đơn đặt hàng cũng có luôn rồi đấy các bạn. Nên tranh thủ review ngay chiếc này vì nó quá đẹp mắt, quá đẹp rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại lần nữa cho các bạn xem chiếc Seiko Cocktail Starlight màu vân hoa đào đẹp mắt vô cùng. Đây, đẹp không thể cưỡng nổi. Và cái dây da cũng là màu xanh vân navy luôn, làm cho chiếc đồng hồ này trở nên một cái tông màu phải nói là rất là mạnh mẽ và nam tính. Chiếc dây da màu vân cái navy này cũng là dây da chính hãng, rất là xịn sò nha các bạn. Như này có làm chữ Seiko đây. Đặc biệt là chiếc dây da này sử dụng khóa bướm này, khóa bướm chống gập này, là một trong những chiếc khóa rất là cao cấp giúp anh em là đỡ bị gập dây, là gãy dây nhé anh em, sử dụng rất là tiện lợi. Ok, mình sẽ quay lại lần nữa em Cocktail Starlight Limited này cho anh em xem. Quá đẹp mặt luôn, mê quá là mê. Ok, chiếc này ở ngoài hãng hiện tại không có hàng các bạn, nhưng mà theo ước tính nếu mà về tại hãng thì giá dao động khoảng tầm là 18 triệu, 19 triệu, rất là cao.
Nhưng chiếc này mình đã săn về giá rất là tốt các bạn. Giá đâu đó là chưa tới 12 triệu. Giá rất là tốt luôn, rất là ok. Ok, nếu anh em nào thấy thích thì hãy đặt mua em nó ngay các bạn. Đừng có bỏ lỡ cơ hội này vì số lượng rất là ít. Nhưng cái vẻ đẹp mà anh em, mà hãng đã đem lại cho anh em á, phải nói là vô vàng luôn. Ok, anh em hãy đặt hàng ngay qua số hotline 0938 737 234 của admin nhé, để anh em có thể giao lưu và anh em sẽ sở hữu chiếc này. Ngoài ra anh em nếu nào muốn thích thì có thể ghé qua showroom của CityWatch tại 548 Sài Gòn Nguyễn Thái Sơn, quận 5 Gò Vấp. Nếu còn hàng thì mình sẽ show cho anh em xem. Và mình khuyến khích anh em tranh thủ mua ngay vì cái số lượng không có nhiều. Phải nói là chỉ trên đầu ngón tay 1-2 chiếc thôi. Đó các bạn. Ok. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của CityWatch. Ngoài ra hãy bấm nút chuông các bạn để có thể xem những video tiếp theo mà admin sẽ tung ra. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.